quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 32 giấy phép khai thác cát với công suất khai thác gần 300.000 mét khối một năm. Với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương, hoạt động khai thác cát trên địa bàn thời gian qua cơ bản được quản lý chặt chẽ. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, hậu quả từ khai thác cát vẫn để lại nhiều hệ lụy khó lường, gây bức xúc trong nhân dân. Vậy giải pháp nào để quản lý tốt hoạt động khai thác cát hiện nay một cách hiệu quả? Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Những dòng sông, những lòng hồ bị rút rụt. Hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ vào thời điểm ban đêm và thậm chí công khai ngay giữa ban ngày. Tài nguyên khoáng sản đang bị xâm hại nghiêm trọng. Sự bất bình của người dân đã lên đến đỉnh điểm khi tình trạng này diễn ra trong suốt thời gian dài. Trước kia thì cái đất chúng tôi đây đâu nó có như thế này đâu. Cái đất này là đất bờ sôi ruộng mặt. Cái bờ sông, ngay cái bờ sông nó có cái độ làm rất là lớn. Nhưng sau 5 năm khai thác cát, cái hậu quả của nó thì tàn bạo. Đất mà nó lở đi, nhà nó cũng sẽ lở đi hết thôi. Vì mỗi một năm là nó nở nhiều lắm. Nó là kinh khủng. Sinh sống lâu năm cạnh khu vực dọc sông Đồng Nai, thời gian gần đây, người dân các thôn xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên không khỏi bức xúc khi ngày đêm phải chứng kiến nạn khai thác cát trên sông Đồng Nai, gây sạt lở bờ sông, cuốn theo đất sản xuất, hoa màu và cây công nghiệp của bà con xuống lòng sông. Người dân chúng tôi là gì? Là nông nghiệp. Nông nghiệp thì sống về đất. Mà bây giờ thì cái đất thì phải lở xuống sông rồi. Thì chúng tôi đất canh tác không có thì không hiểu. Không những cái đời chúng tôi mà còn đời con, đời cháu tôi sẽ sống bằng cái gì? Khi đất cũng còn nữa. Cái kiến nghị đình chỉ ngay cái việc khai thác cát. Còn đây là con đường bê tông chắc chắn mới hoàn thành của bản Buôn Go, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên. Nhưng giờ, nó đã tan hoang do nạn khai thác cát trái phép làm sạt lở bờ sông Đồng Nai. Khai thác cát đến vận chuyển cát trên những chiếc xe trọng tải lớn còn gây hư hỏng nghiêm trọng các tuyến đường giao thông. Mặc dù cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt, nhưng xem ra tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Con đường này á, xe trọng tải lớn dài 40 tấn cát đá qua lại đây rất nhiều, mà chúng tôi là người dân ở địa phương này là rất là bức xúc, nhưng mà cũng đâu có làm gì được. Lý do lớn nhất là các cái xe chở cát trọng tải lớn, chở cát từ các cái mỏ cát của xã Đại Đờn ngang qua cái tuyến đường này. Sự tan hoang từ bờ sông đến ruộng vườn. Điều này cho thấy tình trạng khai thác cát trên sông Đồng Nai đa dân, đa nhiệm, Cromno và các lòng hồ, suối ở Lâm Đồng ngày càng lộn xộn, diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Trên thượng nguồn ấy, là khai thác cát nhiều về, đâm ra nước về toàn cát, dầu về chúng tôi nó ảnh hưởng. Nước lũ về là đầy toàn cát về. Đâm ra nó ảnh hưởng là đến vườn ấy, chết cả dầu. Các doanh nghiệp khai thác cát là làm diện tích bờ sạt lở của con, tuy nhiên là cách vài năm trước thì diện tích sạt lở nó ít. Còn những năm gần đây thì diện tích sạt lở nó còn ngày còn nhiều. Đấy, nó diễn ra cái tình trạng dài dẳng vậy. Phòng Tài nguyên Môi trường cũng kiểm tra thường xuyên và nhắc nhở, cũng phạm các hành chính đối với những cái lần vi phạm sạt lở như thế này. Cùng với tốc độ đô thị hóa, kèm theo nhu cầu xây dựng là rất lớn. Trong khi đó, lượng cát chưa đảm bảo được nhu cầu của thị trường và lợi nhuận từ hoạt động khai thác cát khá lớn đã phát sinh các hoạt động khai thác cát trái phép, dẫn đến những hệ lụy khó lường, đe dọa nghiêm trọng đến môi trường và đời sống, sinh hoạt của người dân. Chúng tôi tiếp tục phản ánh vấn đề này trong phần tiếp theo của loạt phóng sự dài kỳ về giải pháp quản lý hoạt động khai thác cát ở Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã phản ánh tình trạng và hệ lụy từ hoạt động khai thác cát trái phép. Dù đã làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh và ban hành các văn bản trong quản lý hoạt động khoáng sản, thời gian qua, Sở Tài nguyên Môi trường Lâm Đồng đã tăng cường phối hợp với các ngành chức năng và Phòng Tài nguyên Môi trường các địa phương thực hiện nhiều giải pháp ngăn chặn vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát. Tuy nhiên, thực trạng này vẫn diễn biến phức tạp. Phải chăng vì lợi nhuận quá lớn khiến các doanh nghiệp khai thác coi thường pháp luật? Thank you.
Trên địa bàn huyện Cát Tiên hiện có 10 đơn vị được cấp phép khai thác cát trên sông Đồng Nai. Để quản lý tốt số tàu thuyền đang hoạt động khai thác cát trên sông, thời gian qua, Công an huyện Cát Tiên đã tăng cường tuần tra kiểm soát. Tuy nhiên, với đủ thứ chiêu trò trốn tránh cùng với địa bàn rộng, khiến việc phát hiện xử lý của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Lực lượng công an Cát Tiên là hiện tại bây giờ là không có đầy đủ các cái phương tiện, ví dụ như tàu, cano, cho công tác tuần tra kiểm soát, rồi các cái trang thiết bị như máy định vị, máy camera để quay đêm, vì các cái tàu hút cát thường thường hay làm vào ban đêm. Khi bắt được tàu về thì không có bến bãi để thu giữ, để tạm giữ tàu. Với những phương tiện trọng tải lớn như thế này, đòi hỏi phải có rất đông lao động làm thuê trong việc khai thác cát. Thế nhưng, để tiếp cận với chủ sử dụng lao động và quản lý các con thuyền này là điều không dễ dàng. Đây là một phần nguyên nhân dẫn đến khai thác cát trái phép. Em chỉ đi theo những người mà ta gọi em đi thôi, còn những người mà biết thì chủ tàu á, để cho những người nhận tàu thì biết thôi. Em thì còn lại làm thuê cho những người mà nhận tàu này nữa. Còn em thì cứ bảo đi lấy thì em lấy đấy thôi, chứ còn không biết gì hết. Thì chủ bảo thì em lấy, thì khi em lấy trên thế giới thì nhiều khi chủ không biết thôi. Cái này là lao động phổ thông thì làm, cứ nay bên này làm rồi mai qua bên khác làm, nên nó quản lý, ví dụ như mình mà làm căng quá thì nó lại nghĩ mình, nó lại đi làm chỗ khác, nên nó cũng khó khăn. Thời gian qua, chính phủ đã ban hành nhiều văn bản về tăng cường quản lý khai thác cát sỏi. Tuy nhiên, công tác quản lý khai thác vẫn còn nhiều bất cập. Việc cấp phép khai thác cát sỏi là thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vì vậy, mới xảy ra tình trạng cùng chung một dòng sông Đồng Nai mà có đến 3 địa phương cấp phép cho doanh nghiệp khai thác cát. Đó là Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước. Cho nên, khi bị cơ quan chức năng xử lý, thì hầu hết các doanh nghiệp thường trốn tránh trách nhiệm. Sự thiếu đồng bộ về cơ chế quản lý chung cùng với những khó khăn trong xác định ranh giới trên sông như thế này vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng tập trung khai thác cát trái phép ở các điểm giáp ranh. Trên một dòng sông mà như vậy là phân chia địa giới, thế thì có những là phần như vậy, tức là bên Lâm Đồng quản lý, nhưng cũng có phần là bên Bình Phước quản lý. Tôi lấy ví dụ như ở Cát Tiên, hay là một phần nữa là ở bên chỗ Đồng Nai quản lý. Do vậy là cái việc mà quản lý những cái doanh nghiệp của từng địa phương này nó cũng không đồng đều nhau, cho nên cũng dẫn đến những cái mà như vậy, tức là làm ảnh hưởng đến cái việc này. Ý thức của các doanh nghiệp này khi mà đã có giấy phép rồi thì chấp hành các cái quy định theo như trong giấy phép cũng chưa đầy đủ và cũng chưa thật nghiêm túc. Khó khăn thứ nhất là về mặt con người, lực lượng thì như vậy là gì, nó cũng chưa bảo đảm theo quy định. Có nghĩa là gì, có thể cái địa bàn như Bảo Lâm chúng tôi cần đến 2-3 cái chuyên viên về khoáng sản, nhưng mà gì, hiện tại chúng tôi mới bố trí được một người. Thì đó là về mặt lực lượng. Về mặt như vậy là địa bàn, thì báo cả anh đó là như vậy là do cái địa bàn Bảo Lâm chúng tôi như vậy là 5/14 xã thị trấn, diện tích cỡ khoảng 146.000 hecta. Mà các cái mỏ khoáng sản chủ yếu là nằm khu vực vùng sâu vùng xa. Có cái nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà chủ yếu là các cái doanh nghiệp là khai thác thì có cái sự tranh chấp ranh giới, rồi khai thác vượt khối lượng, rồi là cái khung xử phạt mình phải nói là còn thấp, cái lợi nhuận nó cũng cao, cho nên là người ta chấp nhận vi phạm. Theo cơ quan chuyên môn, hiện nay cát được xem là loại hàng hóa siêu lợi nhuận, nhưng chế tài xử phạt cho hoạt động này lại chưa đủ sức răn đe. Vì vậy đã khiến vai trò của cơ quan chủ quản ở cơ sở không phát huy được hiệu quả trong việc quản lý khai thác cát trái phép. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng lý giải đã vào cuộc quyết liệt, nhưng vấn nạn này vẫn chưa được ngăn chặn hiệu quả. Đây chính là câu hỏi đặt ra cho ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng cần xây dựng các giải pháp hiệu quả hơn trong lộ trình quản lý hoạt động khai thác cát ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, qua loạt phóng sự dài kỳ mà Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đã phản ánh về thực trạng hoạt động khai thác cát thời gian qua trên địa bàn tỉnh, cho thấy đã đến lúc các ngành chức năng và các cấp chính quyền của các địa phương cần có những giải pháp quản lý chặt chẽ hơn. Đây là việc làm cần thiết nhằm bảo vệ môi trường, tránh lãng phí tài nguyên, đồng thời hài hòa lợi ích kinh tế và đảm bảo các vấn đề xã hội.
Những hệ lụy từ khai thác cát thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đến lúc báo động. Điều này đòi hỏi cơ quan chức năng cần có giải pháp quản lý hiệu quả các đơn vị khai thác cát hiện nay. Doanh nghiệp Thành Đăng Minh đóng tại Đơn Dương được cấp phép khai thác cát trên sông Đa Nhiêm với thời gian là 29 năm. Do vậy, việc xây dựng quy trình đảm bảo tốt việc khai thác cát trong một thời gian dài để tránh những hệ lụy do khai thác cát gây ra là cần thiết. Doanh nghiệp tư nhân chúng tôi được cấp phép là 29 năm theo dòng sông Đa Nhiêm. Ý thức được rằng là với thời gian dài như vậy thì phải khẳng định là làm phải tốt về cái luật bảo vệ môi trường theo đúng cam kết đã thực hiện. Nếu mà không làm đúng theo luật bảo vệ môi trường thì đã mang lại cái hệ lụy vô cùng nguy hiểm. Toàn tỉnh hiện có 32 mỏ cát được cấp phép khai thác với công suất thiết kế đạt gần 300.000 mét khối một năm. Địa bàn có doanh nghiệp khai thác cát nhiều nhất hiện nay là huyện Cát Tiên, 10 giấy phép, Đà Tẻ, 9 giấy phép, các huyện còn lại từ 1 đến 6 giấy phép. Từ năm 2014 đến nay, riêng Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi chấm dứt hoạt động 45 giấy phép khai thác cát xây dựng, đồng thời xử phạt trên 350 triệu đồng đối với 10 giấy phép vi phạm. Điều đáng báo động hiện nay là tại nhiều địa phương xuất hiện tình trạng một số cá nhân tổ chức khai thác cát trái phép, nhất là địa bàn sông suối vùng sâu, vùng xa, vùng khó kiểm soát, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý của cơ quan chức năng. Trên địa bàn huyện còn có xảy ra các cái trường hợp mà khai thác trái phép, lén lút, nhỏ lẻ ở những cái khu vực mà địa hình khó khăn, đi lại phức tạp, khó cho cơ quan quản lý nhà nước vào kiểm tra và xử lý. Chúng tôi phải phối hợp với công an huyện, ủy ban nhân dân cấp xã là nơi trực tiếp quản lý tại địa phương thì mới phát hiện để mà xử lý kịp thời được. Trong cái hoạt động khai thác cát, đặc biệt là cát mà tận thu thì chúng ta cũng nên hạn chế cái thời gian khoảng tương đối ngắn thôi, chỉ khoảng 3 năm trở lại. Theo cái quy định và xử phạt hành chính thì chế tài mạnh nhất là thu hồi giấy phép. Tôi nghĩ là cái đó, điều đó là hợp lý. Không riêng gì khu vực cát dòng sông, những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát sỏi cũng diễn ra phổ biến ở các hồ, suối. Ở nhiều địa phương, việc khai thác cát trái phép diễn ra công khai, nhưng các ngành và địa phương vẫn khó phát hiện. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cho các ngành địa phương, đồng thời triển khai các giải pháp quản lý hoạt động khoáng sản, đặc biệt giải quyết những bất cập tồn tại kéo dài trong lĩnh vực khai thác cát trong thời gian tới. Giải pháp để chỉ đạo, giám sát về cái khối lượng khai thác theo giấy phép, đảm bảo cho các cái doanh nghiệp được cấp phép khai thác thì không được khai thác vượt quá cái số lượng quy định. Đấy. Cái vấn đề thứ hai là về cái quy trình khai thác thì giám sát cái vấn đề thực hiện có đảm bảo đúng cái quy trình khai thác theo quy định hay không. Vấn đề thứ ba đó, yêu cầu các cái cơ quan chức năng là xây dựng cái quy định về cái đảm bảo cái thời gian khai thác. Trước nhất muốn gì muốn là đã có luật rồi thì phải thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh các cái luật pháp đã quy định, đặc biệt là cái quy định về cái là thực hiện về khai thác đúng theo như giấy phép đã cấp. Cái thứ hai là cái nơi nào mà địa phương thấy rằng là cần phải hạn chế không cho khai thác những cái khu vực đó, tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Cái giải pháp thứ ba đó, như là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ mà Sở Tài nguyên Môi trường đã có cái sự tham mưu Ủy ban tỉnh là sẽ làm việc với các tỉnh có cái dòng sông chảy qua. Theo tính toán của các ngành chức năng tỉnh, số tiền thất thu từ khai thác cát trái phép là rất lớn. Đây là vấn đề không hề mới. Nhưng nếu chúng ta không có giải pháp ngăn chặn quyết liệt, thì tài nguyên khoáng sản vẫn bị thất thoát. Và người dân tiếp tục lo ngại về nguy cơ sạt lở như thế này. Trong thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám sàng lọc cho hơn 500 nạn nhân chất độc da cam tại 6 huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Qua đó, có 33 bệnh nhân được chỉ định đi phẫu thuật chỉnh hình.